Thưa quý khán giả, đợt 7 tháng 11, 2024, Ban Tư vụ Thành quỹ Cần Thơ quyết định tặng và truy tặng quý hiệu đảng cho 277 đảng viên. Trong đó tặng quy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho một đảng viên, tặng quy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho một đảng viên, tặng quy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho bốn đảng viên, tặng quy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 13 đảng viên, tặng quy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 16 đảng viên, tặng quy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 17 đảng viên, tặng quy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 44 đảng viên, tặng quy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 76 đảng viên và tặng quy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 101 đảng viên, truy tặng quy hiệu 60 năm, 40 năm và 30 năm tuổi đảng cho 4 đảng viên.